Khi mình nói như thế này, mình không biết là mọi người chúng ta có cảm nhận đấy không, nhưng mà khi mình nói như thế này á thì cái âm mình nói ra nó bị vang rất là nhiều. Như giọng nói của mình đã bị như vậy rồi thì mà khi âm thanh lên á, thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ cộng hưởng gấp bao nhiêu lần lên. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì hiện tại thì Thiên Vũ đang ở nhà khách hàng để mà lắp đặt một cái bộ dàn karaoke gia đình. Và cái sản phẩm ngày hôm nay tụi mình lắp đó chính là một cái bộ loa JBL KB4012 và một cái sub của SE MF3. Và cái không gian căn phòng thì ở đây là tầm khoảng cỡ 60 m². Thì hiện tại thì các anh em cũng đã khoan ti, đi ti, đi dây và hiện tại đã thực hiện treo một chiếc loa lên rồi. Một xíu nữa thì mọi người sẽ test thử chất âm, thì nghe thử chất âm trong cái căn phòng này nó như thế nào. Ok mọi người, đứng kế bên mình đây là anh Mr. Huy, kỹ thuật chính của Thiên Vũ. Thì anh Huy, anh cho nhận xét về cái thiết kế âm học của không gian căn phòng này á. Thì thực sự là hồi nãy giờ anh cũng nói là nó bị vang khá nhiều. Thì để mà khắc phục được cái độ vang đó thì anh nghĩ là cái căn phòng này cần thêm làm cái gì nữa để mà nó hỗ trợ cái độ vang cho nó ra cái âm thanh nó ok hơn. Thì lúc đầu thì căn phòng này thì khách cũng đã thiết kế theo theo kiểu dạng căn phòng là dùng để chuyên giải trí, nhưng mà căn phòng này thì về vấn đề cách âm thì cũng là tương đối, nhưng mà về vấn đề mà tiêu âm thì căn phòng này đang rất là vang. Khi mình nói như thế này, mình không biết là mọi người chúng ta có cảm nhận đấy không, nhưng mà khi mình nói như thế này á thì cái âm mình nói ra nó bị vang rất là nhiều. Như giọng nói của mình đã bị như vậy rồi thì mà khi âm thanh lên thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ cộng hưởng gấp bao nhiêu lần lên. Thì đó là cái sự mà chúng ta cần lưu ý khi chúng ta lắp đặt một xác định mà làm một căn phòng để xác định giải trí lắp âm thanh, thì chúng ta chú ý tập trung tới cái vấn đề gọi là tiêu âm, làm sao cho nó ok nhất có thể. Còn cách âm là để làm sao để cho người ngoài khỏi nghe thôi, đó là về vấn đề bên ngoài. Còn vấn đề để cho âm thanh nó được hay, âm thanh nó ra ok, thì chúng ta cần chú ý tới vấn đề là tiêu âm, làm sao cho nó tốt, nó đủ âm vang và đủ cái độ tán âm và tiêu âm cho nó chuẩn thì âm thanh nó ra nó mới đạt được. Thì cái này thì nếu mà bây giờ để mà âm thanh nó nghe hay hơn á, thì anh Huy có cái giải pháp nào để mà cho âm thanh nó hay hơn được không? Nó bớt vang hơn. Cái này thì cũng có giải pháp, mình có thể là sử dụng một số các dạng chất liệu để mình ốp vào những cái vách tường như thế này. Chất liệu gì thì mình sẽ làm một clip sau. Rèm cửa thì chủ nhà cũng có nói là sẽ lắp thêm rèm cửa, và đang để tạm như vậy, và một số vách sau như vậy thì mình sẽ trang trí thêm một cái số chất liệu tiêu âm. Ví dụ mình vừa trang trí rồi là vừa là để cho giảm thiểu đi cái độ vang của cái căn phòng để cho âm thanh được tốt hơn. Thì anh Huy anh cũng đã treo được hai chiếc loa lên rồi, và anh Huy là quyết định là treo dọc chiếc loa. Thì không biết tại sao anh Huy lại treo dọc mà anh Huy không treo ngang vậy Huy? Bởi vì là cái vị trí ngồi cũng rất là xa, chứ không phải bình thường mà treo ngang á, thì với trường hợp khi mà khách ngồi thì vị trí nằm ở đây chẳng hạn, ví dụ như từ tivi tới chỗ sofa ngồi khoảng tầm chỉ có là 3 mét gì đó, thì góc phụ nó không có tới nơi, chúng ta cần phải đeo ngang để góc phụ nó phụ trực tiếp vào đấy tốt hơn. Còn bởi vì khách ngồi đâu đó khoảng tầm tới là 5 mét lận, ngồi tút ở phía dưới kia lận, nên là chúng ta phải đeo ngang, nó đều đáp ứng được được ok cả. Ok mọi người, thì nãy giờ anh Huy anh cũng đã lắp lên được những cái thiết bị loa như là đặt sub vào và setup xong rồi. Thì bây giờ thì anh Huy sẽ mở một vài bài nhạc để cho test thử âm thanh, thử xem là nghe cái chất âm của cái cặp JBL 4012 này so với một căn phòng cùng một chiếc sub SE MF3, thì so với không gian căn phòng khoảng 60 m² thì nó sẽ ra âm thanh như thế nào. Thank you.
OK mọi người thì nãy giờ thì cũng đã setup này kia xong cả hết, xong hết cả rồi và cũng đã test cả rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ chốt lại cái chất âm một chút. Thì với một cái không gian như vậy mà để lắp một cặp loa như vậy thì nó sẽ không có thể nào đáp ứng được. Thì ví dụ như chúng ta sẽ đứng ở vị trí khoảng tầm từ loa từ mặt TV tới vị trí mình đứng khoảng tầm khoảng 4 mét gì đó thì âm sẽ rất là đầy, rất là OK luôn mọi người. Nhưng khi chúng ta đi về khoảng tầm tầm 7m, 8m gì đó thì chúng ta cảm giác nó sẽ bị hơi thiếu một chút, cái độ đầy nó sẽ bị giảm đi một chút. Đặc biệt là nếu mà ngồi như thế này thì đòi hỏi phải lắp sẽ có thêm một cặp loa Supra phía sau nữa thì âm thanh nó mới đầy, nó mới OK được. Còn có thể gọi là bây giờ thì mình giải pháp trước, gọi là lắp trước để khách sử dụng tạm thời một cặp trước và một chiếc xúc, và rồi sau đó thì sẽ nâng cấp thêm và sẽ lắp thêm một cặp loa nữa, tối thiểu một cặp loa và một chiếc xúc nữa thì không gian phía sau này nó sẽ rất là OK luôn, nó sẽ rất là đầy đó. Chỉ vui hoa bằng lòng bởi mình yêu bên chị.
tình em như bóng bay, đôi hướng trôi ngoài muôn đời đôi chi cứ mong mong. Em giờ tôi đã qua, tôi nhìn em lòng nào xót xa, âm thầm tôi đứng yên nói buồn tôi ra. Tôi và em chẳng cách xa, nhưng vì tôi ngại nên đừng xa. Thôi cảnh con nói OK mọi người, thì nãy giờ đội ngũ Thiên Vũ cũng đã lắp đặt cho khách xong và cũng đã test thử chất âm và cũng như là cho khách hát thử chất âm rồi. À, thì nếu mà mọi người có cảm nhận chất âm như thế nào thì mọi người hãy để lại bình luận phía bên dưới. Còn bây giờ thì mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Đừng quên là nhấn like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.